Lát đá vỉa hè Hà Nội, khâu nào cũng có vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội xác định công tác khảo sát, thiết kế vật liệu đá lát hè Hà Nội, chỗ nào cũng có vấn đề, hồ sơ chưa chặt chẽ. Sở Xây dựng vừa có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chấn chỉnh công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư hè đường các tuyến phố trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở kết luận của thanh tra thành phố Hà Nội, kết quả kiểm tra hàng năm của Sở Xây dựng, ý kiến của các sở ngành và chuyên gia, Sở Xây dựng đã tổng hợp đánh giá sơ bộ một số nguyên nhân xảy ra tình trạng đá lát hè phố bị bong bật, lún nứt, vỡ. Đầu tiên về công tác khảo sát thiết kế, theo Sở Xây dựng, về cơ bản công tác này tại các dự án chưa đầy đủ, số liệu thông tin về hiện trạng, số lượng vị trí công trình ngầm, các vị trí khớp nối hạ tầng kỹ thuật, các vị trí có quy hoạch bãi đỗ xe, thông tin số liệu địa chất, hiện trạng sử dụng, v.v. Hồ sơ chưa có thiết kế chi tiết giải pháp xử lý đối với các vị trí khớp nối hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm, tủ điện, chân cột đèn, gốc cây. Cùng với đó, thuyết minh thiết kế chưa nêu rõ cơ sở, tiêu chí trong việc tính toán lựa chọn kích thước, viên đá lát, tùy theo đặc điểm, yêu cầu sử dụng của từng tuyến phố, dẫn đến thực tế tại một số dự án. Tỷ lệ kích thước của viên đá lát tại một số dự án chưa phù hợp. Tại một số dự án, việc khảo sát thiết kế một số vị trí đường đi cho người khuyết tật chưa phù hợp. Thứ hai, về vật liệu đá lát hè, việc khảo sát đánh giá nguồn cung cấp vật liệu đá tại một số dự án chưa đầy đủ. Chi tiết làm cơ sở lựa chọn chủng loại đá có yêu cầu kỹ thuật phù hợp, đảm bảo các tiêu chí theo thiết kế. Công tác kiểm tra, kiểm soát và nghiệm thu vật liệu đá lát đưa vào sử dụng tại một số công trình chưa đảm bảo theo quy định. Một số viên đá lát không đảm bảo khả năng chịu lực uốn, chịu mài mòn theo tiêu chuẩn. Một số mẫu đá có thớ đá phân tách tự nhiên thì độ bền uốn không đạt yêu cầu, bằng mắt thường không phân biệt được thứ đá, chỉ khi đưa vào máy uốn mới phát hiện. Thứ ba, về quy trình kỹ thuật thi công giám sát, Sở Xây dựng cho biết quy trình kỹ thuật thi công các lớp kết cấu hè tại một số dự án chưa đảm bảo, chưa bố trí khe co giãn nhiệt hoặc khe co giãn nhưng chưa hợp lý, việc bảo dưỡng bảo quản hè. Sau khi lát đá chưa đảm bảo theo quy định, có hiện tượng mặt hè vừa lát đã có người và phương tiện sử dụng ngay, gây ra hiện tượng đá lát dễ bị bong chóc, nứt vỡ. Mặt khác, chất lượng thi công các lớp móng, lớp đệm phía dưới, lớp vữa dán và việc kiểm tra, giám sát độ dầm chặt, độ bằng phẳng lớp nền, cường độ và chiều dày các lớp kết cấu tại một số vị trí chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế. Ngoài ra còn chưa có giải pháp phù hợp trong việc kết nối và xử lý một số đường ống thoát nước của các cơ quan và hộ dân xung quanh. Tổ chức mặt bằng thi công bị dàn trải chưa khoa học, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng cũng báo cáo một số tuyến phố đã đầu tư lát đá vỉa hè nhưng chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trong quá trình sử dụng đơn vị hạ ngầm, cấp thoát nước, điện lực, viễn thông khi hoàn trả không đảm bảo kỹ thuật dẫn tới những hư hại, xuống cấp công trình. Trong công tác quản lý và sử dụng đầu tư, Sở Xây dựng thấy cũng có vấn đề. Theo đó, công tác quản lý và sử dụng tại một số tuyến phố không đúng với công năng sử dụng theo hồ sơ thiết kế dẫn đến tải trọng vượt quá tải trọng thiết kế. Vào giờ cao điểm, một số tuyến phố có hiện tượng các xe cơ giới di chuyển trên vỉa hè gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ảnh hưởng xấu đến độ bền của vật liệu lát vỉa hè. Nhiều nơi vỉa hè còn bị chiếm dụng phục vụ các hoạt động kinh doanh của người dân. Công tác duy tu sửa chữa của đơn vị quản lý sử dụng chưa kịp thời. Ban đầu chỉ có một viên lát vỡ, nhưng do không được thay thế kịp thời và tiếp tục chịu lực tác động lớn khiến nhiều tấm đá lát liền kề bị nứt, vỡ tạo thành một khu vực mặt hè xuống cấp, không còn đảm bảo chất lượng. Cho vay lãi suất 2.500% một năm còn dã man hơn cắt cổ. Thưa quý vị và các bạn, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là hơn 180% một năm, cao nhất cho một lần giao dịch là hơn 2.500% một năm, gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Có thể xem lãi suất này là hơn cả cắt cổ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Bình Thạnh quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng là giám đốc công ty Phúc Lộc Thọ, công ty Bảo Tín, Kim Long, công ty GoFigo, công ty Infobot, công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web senmo.vn, thầntaioi.vn, cayđenthan.vn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 6 công ty này có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng, trái quy định, núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến. Khó có thể tưởng tượng được có thể cho vay với lãi suất kinh hoàng như vậy. Đó là sự ác độc và tham lam, đẩy người vay vào vòng nợ nần không thể thoát ra được. Nhiều người vì rơi vào thế cùng đường, bắt buộc phải có tiền để xoay sở,
đương nhiên phải chấp nhận mọi mức lãi suất. Các công ty này răng bẫy ra để bẫy những con mồi cùng đường như vậy. Có nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi, hoạt động khắp cả nước, nạn nhân là người nghèo. Ai cũng biết dính vào các băng nhóm cho vay nặng lãi là chỉ có chết, nhưng họ đã không có lựa chọn nào khác. Trong nhóm người nghèo vay tín dụng đen có rất nhiều người là công nhân lao động trong các nhà máy, khu công nghiệp. Khảo sát gần nhất của Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với hơn 500 công nhân và những người liên quan cho thấy, hơn 91% nhận biết được thế nào là tín dụng đen, gần 66% nhận biết được phương thức hoạt động của tín dụng đen, 90% nhận biết được các hệ lụy do tín dụng đen gây ra. Dù biết rõ mối nguy hiểm từ tín dụng đen, nhưng có hơn 46% có người thân, đồng nghiệp, hàng xóm là nạn nhân của tín dụng đen, hơn 56% nạn nhân từng bị đe dọa hành hung. Có một lựa chọn khác cho công nhân lao động nghèo đó là kênh vay vốn ngân hàng. Có điều người nghèo thì lấy đâu ra tài sản để thế chấp, tín chấp. Với một rừng thủ tục, đa số không thể tiếp cận được. Đã có nhiều ý kiến chỉ đạo tạo nguồn tín dụng cho người nghèo vay, nhưng hầu như vẫn chỉ là trên giấy, còn thực tế vẫn là những rào cản đối với người nghèo. Chất xúc tác để cán bộ bớt co cụm cầu an. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề quan trọng lúc này là giải phóng, khơi thông tư tưởng cho cán bộ vượt qua nỗi lo riêng mà dám nghĩ, dám làm vì nỗi lo chung. Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là đầu tàu của nền kinh tế cả nước, nên như Thủ tướng nói, thành phố gặp khó khăn thì cả nước cũng bị ảnh hưởng. Và điều đáng lo là trong thời gian gần đây, đà tăng trưởng kinh tế của thành phố sụt giảm sâu. Trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng này được lãnh đạo thành phố báo cáo với Thủ tướng tại buổi làm việc, vào ngày 16 tháng 4 có một nguyên nhân không kém phần quan trọng và đáng chú ý, đó là sự e ngại, thiếu tính chủ động, sáng tạo, chưa quyết liệt trong thực hiện các công việc. Thậm chí như Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhận định, có tình trạng co cụm cầu an và thận trọng quá mức của một số cán bộ lãnh đạo quản lý. Thông tin Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, một lần nữa minh chứng cho tình trạng co cụm cầu an của cán bộ công chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trong năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có 584 văn bản hỏi ý kiến và bộ đã có 604 văn bản trả lời. Tuy nhiên các vấn đề được hỏi hầu hết thuộc thẩm quyền của thành phố. Trong lúc Bộ Chính trị đang chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, chính phủ đang xây dựng nghị định để cụ thể hóa chủ trương này, thì tình cảnh của thành phố Hồ Chí Minh chính là một hồi chuông báo động để thúc đẩy sự ra đời càng sớm một hành lang pháp lý. Cũng vì thế mà Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên xác nhận, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm nhiều việc nhưng chỉ làm được tới mức khuyến khích động viên, còn bảo vệ thì chờ Quốc hội, chính phủ. Thủ tướng đã đưa ra thông điệp về giới hạn, chỉ mốc cho tình trạng trì trệ của một vài bộ ngành trung ương cũng như địa phương rằng nhiều kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền của các bộ ngành, nếu bộ ngành không giải quyết thì chính phủ sẽ quyết và xử lý trách nhiệm vì không kiên quyết, không dám nghĩ, dám làm. Đó cũng là thông điệp đoạn tuyệt những suy nghĩ e ngại, cầu an trong thực thi công vụ ở không ít cơ quan mà người đứng đầu chính phủ muốn lan tỏa đến các bộ ngành địa phương. Sự thận trọng quá mức gây sức ỷ lớn và tâm lý không mấy hứng khởi, tươi tắn ở không ít công sở. Vì vậy hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, lãnh đạo quản lý và công chức viên chức cần nhận thức rõ vai trò và sứ mệnh của mình trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình phát triển hiện nay, đất nước cần những cá nhân nổi trội, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như những mục tiêu nghị quyết Đại hội thứ 13 của Đảng đề ra. Từ kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền trong quá khứ, Đảng ta nhận thấy vào những thời khắc quan trọng có tính bước ngoặt để tạo đà phát triển thì những chất xúc tác về mặt chủ trương như các yếu tố động viên, cổ vũ, khơi dậy tất cả các nguồn lực của đất nước và hệ thống chính trị là ưu tiên số 1. Đặc biệt trước các hiện tượng chững chậm lại, thậm chí thoái trào các nguồn lực cho sự phát triển thì việc ra đời một chủ trương về khuyến khích cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là rất đúng đắn và kịp thời. Bằng cách nào để đảm bảo an toàn cho những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm? Chắc chắn chúng ta không mong muốn phải chờ lịch sử đánh giá công trạng của những cán bộ năng động, sáng tạo như đã thấy trước đây. Bài toán đặt ra là lớp cán bộ dám nghĩ, dám làm xuất hiện trước những đòi hỏi bức thiết của cuộc sống phải được sắn tay xử lý có hiệu quả công việc trong quá trình công tác của mình và các kết quả thành công phải được đánh giá ghi nhận ngay. Yêu cầu đầu tiên với những cán bộ này là ngoài việc nắm rõ chủ trương, tham mưu, đề xuất ý tưởng, kế hoạch và phối hợp thông suốt với các cấp có thẩm quyền và khi triển khai tiến hành trong thực tế cũng cần tham khảo kinh nghiệm từ lịch sử để đảm bảo an toàn của đội ngũ cán bộ tiên phong, tức là cần thiết tìm kiếm cho mình những đồng minh, có thể là cách thức, triều huyền đãi sĩ, cụ thể là sự mời mọc tham gia của những cá nhân, nhà khoa học, cán bộ lão thành có uy tín, tầm ảnh hưởng và tiếng nói trách nhiệm vào một trong các khâu có thể tiến hành của một quyết định hoặc các chính sách mang tính sáng tạo, đồng thời công khai thông tin tới các cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, sẵn sàng chuẩn bị năng lực giải trình khi cần thiết.
Việc này còn có ý nghĩa như là sự bảo trợ về chính trị cho cá nhân dám nghĩ dám làm, rõ ràng là sự ngay ngắn, khôn thước, xuất phát bởi động cơ tốt đẹp, trong sáng khi được chia sẻ, động viên và kết nối từ những người được Đảng tin tưởng, thì bệ đỡ về niềm tin sẽ giúp các chủ thể năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt qua thử thách, khó khăn từ thực tế, lãnh đạo chỉ đạo của mình. Vấn đề quan trọng lúc này là giải phóng, khơi thông tư tưởng cho cán bộ, lãnh đạo vượt qua nỗi lo riêng mà dám nghĩ, dám làm, đồng thời tạo ra sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân trước những nhân tố mới, những con người tích cực và những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thì khi ấy sức mạnh của dân tộc và thời đại được nhân lên bội phần.